Hôm nay mình đi coi đất giá rẻ tiếp nha cả nhà ơi. Hiện tại là anh em mình đang di chuyển từ hướng của thành phố Tây Ninh, đi theo đường tỉnh lộ 781 hướng về trung tâm vòng xoay của thị trấn Châu Thành nè anh chị. Ngày hôm nay có một lô đất thuộc địa chỉ là ấp Trường, xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Thì ngay chỗ vòng xoay trung tâm này mình sẽ quẹo phải vào đường này là đường số 15. Anh chị em mình đi tầm khoảng 2 cây số là tới một cái ngã ba là ngã ba Sọ nha anh chị. Là ngay chỗ này nè anh chị, ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ này là mình sẽ quẹo tay trái là đi thẳng về hướng chợ Hảo Đức nha. Tại em quay quảng cáo bán cái miếng đất ở trong đây nè. Nó gần xong á. Hết đất cũng có 180 à. Dạ, em cảm ơn nha. Bữa nay dẫn bà con cô bác mình là đi coi đất nha anh chị. Đất mặt tiền đường nhựa mà bề ngang qua là gần 7 mét luôn mà có 180 triệu à. Đó là đi vô cái hướng này nè anh chị. Hiện tại là mình đang có mặt ở đây là ngay chỗ ngã ba Bến Trường. Cái khu vực này là thuộc là xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Và địa chỉ đất là thuộc ấp Trường anh chị. Ấp Trường, xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Nằm cách khu vực ngã ba Bến Trường này là khoảng 2 cây số đi về hướng đó. Và mặt tiền là đường nhựa nha anh chị. Lô đất này là 180 triệu mà là hai mặt tiền luôn, một mặt tiền đường nhựa và một mặt tiền đường đất. Bây giờ là trước khi vô đất là mình sẽ chỉ hướng cho cô chú anh chị em mình nắm được ha. Thì cái chỗ này là ngã ba Bến Trường, thì cái đầu clip hồi lúc mà anh em mình chạy lên từ khu vực mà trung tâm của Tây Ninh đó anh chị, là mình đi theo cái đường này. Cái đường này là đường Hương Lộ 3 nè anh chị em. Đó, từ đây mà đi thẳng ra ngoài khu vực ngã ba Sọ lúc nãy là tầm khoảng 8 cây rưỡi. Còn cái đường này á, là Hương Lộ 4 nha. À, cái hướng mà anh chị mình đang nhìn á, là cái hướng đi về chợ Phước Vinh, chợ An Cơ rồi đó anh chị. Từ đây ra qua đó chắc tầm khoảng 5-6 cây. Đó thì ngày hôm nay là chị Sương chính chủ kêu bán lô đất hai mặt tiền này mà chỉ có 180 triệu thôi, sổ hồng riêng nha anh chị em. Diện tích á là bề ngang phía trước là gần 7 m, chính xác là 6,95 m và chiều dài là 24,15 m. Đó. À, đất là hướng đông nam. Dân cư xung quanh là có đầy đủ hết anh chị. Mặt tiền đường nhựa lộ giới là 17 mét. Đó, không biết là bây giờ người ta kẹt tiền kiểu gì mà đất bán rẻ quá anh chị. Anh chị em thấy có rẻ không? Nếu mà anh chị em thấy vị trí kiểu như vậy mà giá chỉ có 180 thôi á, mà thấy mắc nữa thì mình cũng không biết phải nói gì luôn. Đó thì cách khu vực ngã ba Bến Trường này là 2 cây số đi về hướng này nha anh chị. Từ đây mà anh chị em mình đi chợ là đi về chợ Hảo Đức đằng này nè. Đi theo hướng này là tầm khoảng 1 cây số. Có nghĩa là lô đất ngày hôm nay là cách chợ Hảo Đức là khoảng 3 cây số nha anh chị. Hướng này anh chị em mình về Vincom Tây Ninh á là tầm khoảng 20 cây, về Tòa Thánh Tây Ninh á là 24 cây, còn về núi Bà á là 30 cây. Anh chị em nào mà từ khu vực bến xe An Sương về đất á là đúng 100 cây. Xe đi nhiều quá. Bây giờ là mình sẽ đi thẳng về vị trí của lô đất của chị Sương để mà quay cho anh chị em mình xem, cũng như là xem xong đất rồi mình sẽ chạy từ đây đi thẳng về vị trí lô đất luôn nha anh chị. 180 triệu. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. Đó thì đất hiện trạng là mặt tiền con đường nhựa này luôn anh chị. Đường này là vừa mới lên nhựa luôn cho nên là người ta còn chưa kịp trải cái lớp nhựa lên trên nữa anh chị. Đó. Đường này á anh chị, nếu mà mình đi thẳng ra hướng này luôn là nó sẽ dẫn thông ra ngoài đường Hương Lộ 11B. Đường này cũng thông ra chợ Hảo Đức luôn. Là mình sẽ đi thẳng một đường, một là về ngay chỗ mà trung tâm vòng xoay của thị trấn Châu Thành đó anh chị, ngay chỗ mà nhà thờ Cao Xá, đi về trung tâm thành phố Tây Ninh được luôn nha anh chị. Từ đất mà về đó là tầm khoảng 12 cây số. Đó. Ở đây thì xung quanh là nhà cửa bà con rất là đông nè anh chị. Ở đây trong đây có nhà, đây cũng nhà, nguyên một dãy này là nhà cửa bà con hết luôn. Bây giờ là mình sẽ tới xem lô đất nha. Mặt tiền con đường nhựa này có thể là bây giờ là anh chị em mình thấy là còn hơi ít người, nhưng mà tương lai á, là dân cư về đây rất là đông anh chị. Tại vì người ta mở đường nhựa lên là người ta có ý đồ hết nè anh chị em ơi. Và đây chính là lô đất ngày hôm nay nè anh chị. Đất này được chị Sương chính chủ kêu bán hết đất luôn. Đất có xây vòng rào xung quanh hết rồi. Hết đất luôn là 180 triệu sổ hồng riêng anh chị em ha. Đất này là hai mặt tiền nha anh chị. Một mặt tiền là đường nhựa, một mặt tiền bên đây là đường đất.
Đó, đất hai mặt tiền. Anh chị em thấy lô đất này đẹp không? Đó, ok hết nha anh chị. Thì hướng ngoài này nè anh chị, mình nhắc lại một lần nữa. Hướng ngoài này là mình sẽ đi ra ngoài đường Hương Lộ 4, là đi ra ngoài khu vực mà ngã ba bến trường lúc đầu đó anh chị em. Ở đây cũng có nhà cửa, nhà nóc thái khang trang hết rồi. Từ đây mà ra ngoài đường Hương Lộ 4 là khoảng 800m, đi thẳng ra ngoài ngã ba bến trường lúc đầu nãy mình đứng là 2 cây số, cách chợ Hảo Đức ở ngoài đó là khoảng 3 cây. Ở đây mình nhắc lại một lần nữa, địa chỉ là thuộc ấp Trường, xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh nha anh chị em. Khu vực này là gần sông cho nên là khí hậu mát mẻ lắm, mặc dù là mặt tiền đường nhựa nhưng mà không có bị nóng anh chị, gió thổi lồng lộng luôn. Bề ngang qua thì là gần 7m nha anh chị, 6,95m, và chiều dài cạnh dài nhất là hơn 24-25m luôn đó. Ở đây là chị rào lại hết rồi, thành ra là mình sẽ đi bên ngoài xem đất nha anh chị. Ở đây thì mình có thể là, cá nhân mình nghĩ là mình diện tích này cũng tương đối, mình có thể là mình xây một căn nhà nhỏ nè, 2 phòng ngủ. Phía trước này là mình có một cái mặt bằng để mà mình kinh doanh được, có thể là bán cà phê hay là bán tạp hóa, bán đồ ăn. Đó. Coi như là mình bán đồ ăn ở trong đây á, là mình thâu tóm luôn dân cư trong đây hết luôn anh chị. Rồi sau này anh chị em mình có điều kiện mình có thể là lên lầu 1 tấm, 2 tấm anh chị ha. Tính ra là khoảng 20 mấy triệu một mét thôi anh chị em. Tầm khoảng 25-26 triệu một mét thôi. Đó. Mà đất này á, hiện trạng á, là đang là đất trồng cây lâu năm. Khu này là quy hoạch là đất ở, khu dân cư, cho nên là mình có thể là lên thổ cư thoải mái. Ở đây là đường điện là vô xuyên suốt nha anh chị em. Bây giờ là mình sẽ xem phần giấy tờ nha anh chị. Đất thuộc hướng là hướng đông nam ha anh chị. Hai mặt tiền đường, một phần là đường nhựa và còn lại là đường đất nè. Ngang qua là 6,95m, còn chiều dài thì cạnh dài nhất là 24,15. Đó, anh chị em mình thấy cái hình dáng lô đất giống như cái bụng bầu vậy đó anh chị em. Địa chỉ là ấp Trường, xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, và tổng diện tích là 132,6m2. Hình thức là sử dụng riêng, không có chung đụng với ai hết nha anh chị. Đất là đất trồng cây lâu năm nhưng mà khu này là quy hoạch đất ở, ai muốn lên thổ cư cũng được nha. Trên sổ là có để 33,3m2 á, là lộ giới quy hoạch. Mà anh chị em mình là cũng thấy là đường mới vừa lên nhựa cái chát luôn, chưa kịp trải lớp nhựa luôn ha. Còn đây là dự thảo quy hoạch của huyện Châu Thành nha anh chị. Đó, thì cái vị trí mà mình đang đứng ở đây là anh chị em thấy không, đó là phủ hồng toàn bộ luôn. Đó, hai bên khu vực mà giáp với lại đường cái đường liên xã này á, là được phủ hồng toàn bộ. Cho nên ở đây đó anh chị em mình có thể là mình lên thổ cư thoải mái nha anh chị. Đó thì anh chị em mình là cũng đã coi sơ đồ thửa đất cũng như là bản đồ quy hoạch dự thảo ở đây rồi nha anh chị. Thì cái mặt bên này nè anh chị, đó, mặt tiền phụ bên đây á, thì nó sẽ ôm theo cái mặt đường nha anh chị em. Đó, thì cái chiều dài là cộng lại nó hơn 25m luôn đó anh chị. Đó, cô chú anh chị em nào quan tâm vị trí của lô đất này á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho chị Sương chính chủ theo số điện thoại là 0942204977, 0942204977. Anh chị em mình nghĩ sao về vị trí cũng như là giá cả của lô đất này? Nếu mà anh chị em mình thấy thích á, thì có thể là để lại bình luận bên dưới những cái đánh giá, ý kiến nhận xét của cô chú anh chị em á, cũng như là muốn mua lô đất này thì cứ liên hệ trực tiếp cho số điện thoại của chị Sương chính chủ là ngay ở trên màn hình nha anh chị em. Còn cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu quảng cáo về nhà đất ở trong tỉnh cũng như là ở ngoài tỉnh Tây Ninh á, thì có thể liên hệ về Zalo của em Vũ chợ Tây Ninh. Số điện thoại Zalo là ngay ở trên màn hình nha anh chị, 0789109969. Còn bây giờ là anh em mình sẽ quay ngược ra ngoài khu vực ngã ba bến trường ngoài kia, ngay chỗ góc đường Hương Lộ 3 và Hương Lộ 4 đó, mình sẽ chạy thẳng vô trong đất theo cái đường mà anh chị em đang nhìn nha. Từ ngay chỗ khu vực ngã ba bến trường này, anh chị em mình đi thẳng tới ngay chỗ ngã ba đó, mình quẹo trái ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ nha anh chị. Mình đi một nước một là vô trong đất của chị Sương luôn. Mình nhắc lại một lần nữa là thuộc ấp Trường, xã Hảo Đức, Châu Thành, Tây Ninh. Hai mặt tiền sổ hồng riêng và giá là chỉ có 180 triệu thôi nha anh chị em ơi. Trong phần mô tả của video clip mình có để vị trí Google Map á, nếu mà anh chị em nào ở xa không có rành đường khu vực này á, thì có thể là bấm vào bên dưới phần mô tả và mình bấm vào cái đường link định vị đó là sẽ có chị Google á, sẽ dẫn cô chú anh chị em mình á, là chạy từ ngay chỗ vị trí anh chị em mình đang đứng.
chạy thẳng vô trong đất luôn nha anh chị. Đường ở đây bây giờ là được thông hết rồi anh chị, lên nhựa hết rồi ha, cho nên là giao thông rất là thuận tiện. Anh chị em mình ngay chỗ ngã ba Bến Trường á, mình đi vô đường này tầm khoảng hơn cây chút xíu, tầm khoảng một cây số 2 là có ngay cái ngã ba nè anh chị. Đó, mình sẽ quẹo trái vô, đầu đường là có một cái trường tiểu học ha. Mình quẹo trái, mình chạy thẳng vô 800m là đất là nằm mé bên tay trái luôn nha anh chị. Giáp với lại những cái căn nhà vườn trong đây nè. Ở đây là mình có thể thấy được núi Bà luôn đó. Nếu mà anh chị em nào về đây mình cất một căn nhà lầu lên á là sẽ thấy được luôn. Ngồi ở trên sân thượng là mình ngắm được view núi Bà ha. Tới đây thì anh em mình cũng xin phép chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc anh chị em có nhiều sức khỏe. Đất bên trái nha anh chị.